Kính thưa Cộng đoàn Phụng Vụ, khi đọc tác phẩm Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, nhiều người tỏ ra cảm phục trước ý chí vượt khó kỳ diệu của Thầy trò Đường Tăng. Quả vậy, để đến được núi Tây Thi thỉnh Kinh Phật, họ đã phải trải qua một cuộc hành trình dài với biết bao nhiêu những trông gai đường xá vạn dặm lại thêm vô vàn cạm bẫy của đủ thứ yêu ma quỷ quái làm cho cả bốn thầy trò nhiều lần muốn bỏ cuộc hành trình tây du đó thực sự là một thử thách của lý trí và của con tim của lý trí biểu tượng qua nhân vật tôn ngộ không của con tim biểu tượng qua nhân vật tam tạng đọc lại trình thuật của tin mừng thánh mát theo chúng ta thấy hành trình tông du của ba nhà đạo sĩ cũng không kém phần gian truân nhưng đó cũng là một hành trình rất đẹp để có thể chiều yết đấng mà họ gọi là đại vương là vua dân do thái họ đã phải vượt qua một chặng đường dài thăm thẳm ở đây chúng ta thấy hành trình của các nhà đạo sĩ quả là một hành trình của lý trí, của con tim và của đức tin. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hành trình của các nhà đạo sĩ là hành trình của lý trí. Là những nhà thiên văn, các nhà đạo sĩ đã biết dùng những kiến thức của mình để khám phá những dấu chỉ của điểm trời. Đặc biệt là ánh sao chiếu mệnh, họ đã biết sử dụng chất xám để nghiên cứu các hiện tượng lạ trong thiên nhiên, trong vũ trụ. Và chỉ có họ mới phát hiện ra ánh sao lạ. Bởi lý trí của họ đã được dùng đúng nơi, đúng chỗ và nhằm phục vụ cho chân lý, chứ không phải phục vụ cho danh lợi đời này như Herod, như các luật sĩ và biệt phái. Đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay, rất nhiều người sử dụng lý trí của mình không đúng mục đích. Thay vì sử dụng cho công lý, cho sự thật và đem lại lợi ích cho xã hội, cho đồng loại. Trong bối cảnh của xã hội như thế, các nhà đạo sĩ là điểm son cho chúng ta noi theo trong việc sử dụng đúng đắn lý trí của mình. Hành trình của các nhà đạo sĩ là hành trình của trái tim. Con tim khao khát tìm kiếm chân lý, con tim thao thức dẫn thân lên đường tìm gặp sự thật. Vì khao khát tìm kiếm chân lý, cho nên họ sẵn sàng bỏ lại tất cả gia đình vợ con quê hương xứ sở nhà cửa sự nghiệp để lên đường theo ánh sao lạ vì khao khát tìm kiếm sự thật cho nên họ đã bất chấp tất cả đường xá nguy hiểm núi rừng cách trở thử thách đợi chờ họ ra đi mà không biết sẽ đi đến đâu họ ra đi mà không biết ngày nào trở lại như Abraham ngày xưa khi rời bỏ thành Ua đi đến miền đất mà không biết mình đi đâu đến nơi mà Chúa chỉ cho. Như vậy đúng như lời quả quyết của Thánh Phaolô, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Hành trình của các nhà đạo sĩ là hành trình của đức tin khi thấy sao lạ xuất hiện đức tin đã mách bảo cho các ông biết có đấng cứu thế xuất hiện khi ánh sao biến mất đức tin đã chỉ lối cho các ông tìm đến jerusalem là kinh đô của kinh thánh để được tham vấn khi đối diện với một hài nhi nghèo hèn nằm trong máng cỏ theo lý trí tự nhiên không ai dám mạnh dạn tuyên xưng đó là con thiên chúa nhưng đức tin đã soi sáng cho các ông nhận ra đó chính là đấng cứu thế, đấng muôn dân đang mong đợi. Và cũng chính đức tin biến đổi đời sống của họ. Họ đã trở thành những vị tông đồ đích thực của đấng thiên sai Giêsu. Như vậy hành trình của các nhà đạo sĩ không phải là hành trình của lý trí của con tim mà là hành trình của đức tin chính đức tin soi dẫn cho các ông. Vì nếu không có đức tin soi dẫn thì có lẽ họ đã lạc lối và bỏ cuộc khi gặp thử thách. Nếu không có đức tin mách bảo thì có lẽ họ đã không nhận ra một trẻ thơ nghèo hèn là đấng cứu thế. Và nếu không có đức tin soi sáng chắc chắn họ không dài gì phải sụp này càng không dạy gì phải dâng lễ vật quý báu của mình nếu họ không tin nhận đó là vị cứu tinh của họ. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, Sứ điệp của Ngày Lễ Hiển Linh còn là tiếng mời gọi con người hãy là ánh sáng của nhau, ánh sáng cho nhau. Ánh sáng của con người ngay thẳng, ánh sáng của bác ái yêu thương để đối xử khoan dung nhân ái với nhau thế giới ngày hôm nay rất cần ánh sáng của niềm tin để xóa tan nghi kỵ hiểu lầm ánh sáng của tình yêu để cảm thông nâng đỡ nhau ánh sáng của bao dung để xóa bỏ hận thù chiến tranh ánh sáng ấy cần tỏ hiện trong từng gia đình nơi mà các thành viên cần phải là ánh sáng để dẫn dắt nhau nơi gia đình không thể thiếu ánh sáng niềm tin tình yêu và tha thứ nâng đỡ nhau giúp nhau sống đúng phẩm giá làm người và làm con cái thiên chúa ước gì gương của ba nhà đạo sĩ luôn được chúng ta soi nhìn để trong cuộc lữ hành trần thế chúng ta luôn đi đúng đường đúng hướng và đạt tới cùng đích mà chúng ta mong ước đó là nước thiên chúa Nơi Đức Kitô đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta gặp được Chúa trong cầu nguyện, trong lời Chúa để chúng ta trở nên như ánh sao của tin mừng dẫn người khác đến gặp Chúa để được ơn cứu độ của Ngài. Amen.